Hello, xin chào các fan của Dragon Ball. Lại lâu lắm rồi chúng ta mới unbox Dragon Ball đúng không nào? Thế thì cuối tuần này chúng ta sẽ cùng unbox cái mô hình này nhá. Đây chính là Super Saiyan Son Goku Maximatic Vol 4. Ok, đây là một figure đến từ Banpresto Bandai, hãng Maximatic. Dòng Maximatic chứ, dòng Maximatic. Với tạo hình Goku, đây là phiên bản đang trong trạng thái Super Saiyan này. Đang sử dụng cái tuyệt chiêu mà học lỏm của Krillin, đó là kiên giam và ném cái đĩa bay á. Đấy. Thế thì đây là một mô hình mình đã đặt mua cũ, cho nên bên trong thì có thể là sẽ không một new seal đâu, nhưng mà mình cũng mở thử xem bên trong họ bọc gói cho mình như nào nhá. Let's go. Mình đang vừa mới mở ra xong, định ghép vào xong rồi mới quay cận. Nhưng mà đây, lúc mà nhìn cái phần thân trên với cái hình cái gương mặt ấy, mình thích quá cho nên là quay luôn cho anh em xem đây. Gương mặt cực đẹp. Hơn nữa cho anh em nhìn màu tóc này, nó có một cái phần ánh cam, sau đó bên trên mới ngả vàng, rất là đẹp. Phần tay này làm chi tiết, áo chi tiết, gương mặt cực kỳ chuẩn luôn. Được ấy chứ. Lắp nào. À đấy, nếu anh em đã xem mình unbox cái Maximatic 3 thì sẽ thấy là bọn nó dùng chung cái phần thân dưới và cái phần đế. Và cái đế là cái mình ghét nhất ở cái mô hình này ấy. Có vẻ như nó sẽ không tự đứng được nếu không có đế này. Nó bị ngả ra đằng sau này. Bị ngả ra đằng sau. Ok. Thế vì lắp đế thôi. Rồi ok, thì đây cũng là một cái nhược điểm khá là chí mạng đối với em figure này. Nếu như nó không có kèm một cái bay như này thì rất khó để có thể đứng tự đứng được một mình. Mặc dù mình có thấy một vài cái thông tin trên mạng là vẫn có những người họ để được cho con figure Goku này đứng được mà không cần đế. Thì có lẽ đấy là do trong khâu sản xuất thì cái phần chân hoặc là lúc mà lắp ghép ấy, thì cái trọng tâm của cái figure này nó ngửa ra đằng sau khi mà nó giơ tay lên như thế này mà, cho nên nó sẽ hơi có xu hướng ngả về đằng sau, hơi buồn. Còn Goku này thì nó ngả về đằng trước cho nên nó không bị ngã này, đứng được tự do mà không cần bay đó. Bây giờ mình sẽ đưa thêm Grandista vào đây để so sánh cho anh em xem là cái độ cao của nó như nào nhá. Đấy, Maximatic 3 và Maximatic 4 thì cao cũng ngang ngang nhau thôi, nhưng mà cái Grandista ấy thì nó vẫn hơi nhỉnh hơn về cái phần tỷ lệ một chút, nó vẫn cao hơn một chút. Goku, Goku và Gohan đẹp không? Được ấy. Vậy là bây giờ chúng ta đã có đủ 4 phần Maximatic. 1, 2, 3, 4. Gohan đứng ở đấy luôn đi. Đấy. Ok. Toàn màu cam anh em ạ. Rồi, vừa rồi là bài unbox và chia sẻ nhanh về em Goku Maximatic 4 Super Saiyan. Em thấy thế nào? Ngoài cái nhược điểm ở dưới chân là cái phần đế ra thì mình thấy đây là một figure rất là đáng tiền để mua. Trong cái tầm giá loanh quanh 350-400k thôi thì anh em hoàn toàn có thể sắm cho mình một con để góc bàn, rất là đẹp, cool, ngầu. Cảm ơn anh em xem hết video nhé. Hãy like, share, subscribe để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.